Chào các bạn đang đến với nhà Sala. Hôm nay chúng ta sẽ đến với thông điệp dành cho bạn cần nghi lúc này, đến từ bộ Sufi Wisdom Oracle. Đây là một bộ bài theo trường phái Hồi giáo Mật Tông và hình vẽ thì theo trường phái Trừu Tượng. Những câu châm ngôn, những triết lý sâu sắc của những bậc danh ca thi hào nổi tiếng như là Rumi, ai nữa mà hồi nãy mình còn nhớ, bây giờ mình quên rồi. Và những cái hình vẽ thì rất là trừu tượng luôn. Các bạn có thể xem những hình vẽ như thế này nè. Đó. Đây, mình thích bộ này lắm, bởi vì bộ này những cái thông điệp rất là sâu sắc và trong hành trình phát triển tinh thần của bạn, trong hành trình phát triển của tâm hồn bạn, và không có một chút gì của sự mê tín hết trơn á. Trời ơi, mình nói thiệt luôn á, những bạn nào mà mình xem mấy cái quảng cáo tarot á, cộng đồng tarot rồi mình thấy đưa lên những cái feedback của khách hàng là đúng lắm rồi, sao mà đúng quá vậy, mà mình ngán ngẩm luôn á. Cuối cùng là các bạn cũng không có thể trở về được với chính mình, các bạn phụ thuộc vào bói toán. Một trải bài tarot đó, nó chỉ là một cách tung đồng xu thôi, để cho bạn check lại lòng mình và bạn phải quyết định theo lòng mình. Đúng thì đã sao và không đúng thì đã sao. Rồi còn nữa, luật hấp dẫn cũng vậy. Một ngày nào đó mình sẽ live stream chia sẻ về quan điểm về luật hấp dẫn, bởi vì đối với luật hấp dẫn, nếu như mà bạn không biết cách sử dụng á thì nó sẽ làm hại bạn hơn thôi. Ví dụ như bạn nói rằng là tôi ước tôi và anh A sẽ yêu nhau đến răng long đầu bạc. Một ngày nào đó ảnh thay đổi, ảnh yêu nhưng mà ảnh yêu rất ích kỷ và ảnh đánh đập bạn, chẳng lẽ bạn cũng muốn yêu ảnh tới răng long đầu bạc? Trời ơi, rồi bạn muốn cùng ảnh chết già hay sao mà muốn răng long đầu bạc? Cho nên là các bạn phải tự dựa vào chính mình, tự quyết định cuộc đời cho mình, tự chọn lựa và quyết định. Và các bạn đến với một trải bài, đến với một người tư vấn tâm lý. Những ai mới biết đến nhà Sala thì mình là thạc sĩ tâm lý và mình đã làm tư vấn tâm lý một thời gian rất là dài ở các công ty, các trường học, tổng đài 108. Và bây giờ thì mình hoàn toàn làm online, hoặc là nói chung là mình làm riêng, mình làm cá nhân, mình không có làm cho tổ chức nào nữa hết. Mình làm freelancer. Từ trực giác của một giấc mơ thì đã dẫn dắt mình đến với trải bài tarot. Cho nên là mình không khuyến khích các bạn mê tín một chút nào cả. Xem trải bài chung là xem cho vui, cho có động lực, cho có tinh thần. Và mình đặc biệt thích trải bài về thông điệp, bởi vì trải bài thông điệp là trải bài động lực để giúp cho bạn nhìn lại hành trình mà bạn đã đi qua, có cú hích cho bạn tiến lên về phía trước. Rồi chúng ta sẽ có 4 tụ bài ngày hôm nay và chúng ta chọn 4 quyển sách thay cho 4 số thứ tự. Tụ số 1 chúng ta có quyển Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi, và đây là quyển sách nói về nhân sinh quan đầy cổ kính, đầy chậm rãi, với tường rêu, với một bình thiền trà, cũng dễ thương lắm. Và trong này có nói về tri kỷ nữa. Ví dụ như mình đọc cái đoạn ở ngoài sau ha: gió bụi 10 năm, tung tích 10 năm, câu chuyện 10 năm. Đối với tôi là cuộc sống một sớm một chiều, đối với người khác chẳng qua chỉ là mấy mùa hoa nở, mấy độ lá rơi. Những phong cảnh mà tôi đi qua, những câu chuyện mà tôi gặp đều trở thành chất liệu, trở thành văn chương để gặp gỡ với độc giả của trần thế. Nhìn tưởng như sầu não nhưng kỳ thực lại sáng trong êm dịu. Mỗi nhành cây, mỗi ngọn cỏ đều có linh hồn, từng câu từng từ đều có tình cảm. Đó, nhẹ nhàng gì đó. Và tụ thứ hai là Cái cười của Thánh Nhân. Đây là một quyển mang triết lý sâu sắc của Trang Tử, Lão Tử, Khổng Tử, được viết từ tác giả Thu Giang, Nguyễn Duy Cần. Đây là một tác giả vô cùng sâu sắc về đạo. Và quyển thứ ba đại diện cho tụ số 3 của chúng ta ngày hôm nay có tên là An Nhiên Giữa Những Thăng Trầm, và đây là quyển sách của một sư cô. Quyển sách này thì như những giọt nước mát lành giữa những xô bồ ồn ào thôi, rất là nhẹ nhàng. Những lời khuyên, những tản văn những cách sống nó không có kịch tính, nó không có cao trào, không có gây cấn. Cho nên bạn nào thuộc cái mô típ thích mấy cái cao trào gây cấn thì thôi đừng có chọn quyển này. Nhưng bạn nào thích tản văn nhẹ nhàng, đi vào lòng người thì có thể chọn quyển này. Ví dụ như là ta chọn ngây ngô khờ khạo, mặt đời thế thế bảo ngu, sự thật vì khi biết đạo, hiểu rằng tất cả phù du. Đời cho bạc tiền là quý, ta thì quý sự bình an. Mọi thứ trên đời sở hữu, nghĩ lý gì bao lo toan. Đó, của sư cô Như Nhiên, thích tánh tuệ. Và quyển thứ tư là một quyển cực kỳ hot trong giai đoạn hiện nay, đó là Ám ảnh từ kiếp trước, nói về thôi miên quy hồi của một tiến sĩ tâm lý tại Mỹ. Câu chuyện thôi miên là một câu chuyện dài và các bạn có thể xem trong video thôi miên và những sự thật ẩn giấu mà mình vừa livestream chia sẻ thời gian vừa qua. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta chắc là các bạn đã chọn tụ bài xong và chúng ta đến với tụ đầu tiên là tụ số 1. Xem thử thông điệp bạn cần nghe lúc này là gì ha. Các bạn có lá đầu tiên, tình yêu là nguồn. Lá thứ hai, make friends, và thông điệp dành cho các bạn đối với tụ số 1. Trí tuệ của Sufi, trí tuệ của những bậc thánh trong Hồi giáo Mật Tông. Họ muốn nói với bạn rằng tình yêu chính là nguồn, và tình yêu là ở trong trái tim của bạn, nó không thể đi ra ngoài trái tim của bạn được. Cho dù bạn có học bao nhiêu cách thức, cho dù bạn có học bao nhiêu kỹ thuật, cho dù bạn có đọc bao nhiêu quyển sách đắc nhân tâm, cho dù bạn có sử dụng biết bao nhiêu quy luật của luật hấp dẫn, nhưng mà nếu như các bạn thật sự không mở rộng được trái tim mình, các bạn không thể bao dung tha thứ, các bạn không thể để cho những hạt mầm tình yêu nó nảy sinh xuất phát từ trong chính tâm hồn của các bạn, thì mãi mãi các bạn cũng sẽ không có tình yêu. Bởi vì tình yêu là nguồn, tình yêu được chảy từ ở bên trong, những gì từ trái tim mới đến được trái tim. Và nếu các bạn không làm được, các bạn có thể tập, bởi vì nhận thức, thái độ và hành vi là bộ ba để tạo nên tính cách, tạo nên cuộc sống của chúng ta. Thì nếu chúng ta thay đổi được hành vi, nó cũng dẫn tới chúng ta thay đổi được thái độ, và từ đó nó cũng sẽ dẫn đến chúng ta thay đổi được nhận thức của mình. Từ đó là chúng ta thay đổi được từ bên trong. Rồi nếu như mà chúng ta thay đổi được từ bên trong là thay đổi nhận thức, chúng ta hình thành ra thái độ và hình thành ra hành vi, thì từ đó cuộc sống của chúng ta cũng sẽ thay đổi. Và một thông điệp nữa mà trí tuệ Sufi muốn gửi đến cho các bạn, đó là tình bạn chính là thuật giả kim của thành công. Có nhiều người nói với mình bạn thân là thân ai nấy lo, nhưng thật ra những người bạn đó sẽ không phải là bạn thân. Bạn thân không phải là cùng nhau đi shopping, bạn thân không phải là phải dành thời gian cho nhau rất nhiều, nhưng bạn thân chính là khi bạn buồn, bạn nghĩ tới người đó là bạn biết rằng bạn không cô đơn, bạn biết rằng có một người ủng hộ con đường bạn đi, cái hành trình bạn đi. Và bạn có thể là bạn thân của chính bạn, không phải chờ người khác là bạn thân của mình, mà mình phải là bạn thân của chính mình. Vì khi mình là bạn thân của chính mình rồi, mình không có phụ thuộc vào người bạn thân đó, cho nên mình không có dựa vào, mình không có phải giống như là một cây dây leo dựa vào bạn đó, cho nên là cái mối quan hệ đó nó mới bền. Còn nếu như bạn mà y chang một cây dây leo bạn dựa vào thì cả hai người sẽ cùng ngã đổ, hoặc là người ta sẽ mệt mỏi và người ta sẽ đẩy bạn ra, hoặc là chính bạn sẽ lấp người ta luôn, có nghĩa là người ta không còn cơ hội để người ta phát triển nữa, và từ đó thì cái tình bạn nó sẽ tan rã. Mình cũng đã tan rã một vài người bạn rất 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 thân, đã trải qua 9-10 năm trời chơi với nhau, cũng gọi là cực kỳ hiểu nhau, nhưng mà lại bị quá dựa vào nhau cho nên khi mà xảy ra vấn đề thì tụi mình không đứng được nữa. Bắt đầu từ cái ngày mà mình đi trên hành trình của sự trở về với nội tâm và dựa vào hải đảo tự thân của mình thì những người bạn sau này mình gặp họ là những tri kỷ của mình, và những tri kỷ này tụi mình quý nhau, tụi mình biết là tụi mình đồng hành với nhau trên cái con đường phát triển nội tâm, trên cái con đường phát triển của linh hồn, nhưng mà tụi mình gần như không có dựa vào nhau. Tụi mình vượt qua những lúc cô đơn riêng của tụi mình, và những lúc mà tụi mình cần để làm động lực thì lúc đó tụi mình mới gọi cho nhau, tụi mình chia sẻ những cái điều giúp cho tụi mình có thể nhìn lại để phát triển, chứ không hẳn là tỉ tê rồi khóc lóc với nhau, rồi ủy mị, rồi cổ vũ cái cảm xúc cho nhau, không phải như vậy. Cho nên tình bạn chính là thuật giả kim của thành công là như vậy. Đó là một tình bạn thật sự của tình bạn. Chúng ta kết thúc tụ số 1 ở phút 10 giây 10 phút 13 để mình ghi lại cái timeline. Tụ 1 là 10 phút 13. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ số 2 ha. Tụ số 2 với quyển sách là Cái cười của Thánh Nhân. Tụ số 2 thì các bạn có hai thông điệp. Hai thông điệp này muốn nhấn mạnh đến với các bạn về tính trực giác. Hãy tin tưởng vào trực giác của chính bạn. Hãy để cho trái tim của bạn, trực giác của bạn dẫn bạn đi trên con đường mà bạn sẽ nhận ra bạn là ai. Và lá này là năng lượng xung quanh mà bạn cảm nhận là năng lượng của tình yêu. Hãy giữ cho những cái ngôn từ, những cái suy nghĩ đầy yêu thương ở trong ánh mắt của bạn. Có nghĩa là tất cả mọi thứ đều có thể tỏa ra ngoài năng lượng. Nếu như mà cái miệng bạn thì bạn nói rằng bạn thương người ta, nhưng ánh mắt bạn không thể hiện điều đó, trái tim bạn không có thể hiện điều đó, thì năng lượng họ sẽ cảm nhận được. Và nên nếu như mà bạn muốn để cho một ai đó biết bạn yêu người đó, bạn thích người đó, thì từ trong trái tim của bạn sẽ có cái điều đó. Tụ số 1 là nói hẳn đi sâu vào trong trái tim. Năng lượng tình yêu là nguồn. Tình yêu là nguồn thì ở đây năng lượng là năng lượng của tình yêu xung quanh bạn, tỏa ra từ bạn. Và cái thông điệp đến cho bạn là hãy để cho xung quanh bạn tràn ngập cái năng lượng của tình yêu này. Tin vào trực giác là để cho trái tim của bạn dẫn đường, để bạn đi trên con đường, bạn biết bạn là ai. Có nhiều khi chúng ta làm một cái việc gì đó và chúng ta rất là sợ hãi. Ví dụ như mình khi mà mình dấn thân vào con đường làm video trên YouTube này nè, thì trực giác của mình là trái tim của mình biết là mình thích chia sẻ như thế này, mình biết là mình muốn làm, nhưng một phần nào đó bên trong mình nó sợ bị phán xét, nó sợ nói sai, nó sợ vô tình làm cho mọi người mê tín, nó sợ là mình trải bài không đúng thì người khác sẽ nói mình trải bài không đúng, mặc dù mình không có cái nhu cầu là đúng hay là sai, mà mình có nhu cầu là chia sẻ và tư vấn với mọi người thông qua những lá bài oracle để trong hoặc là tarot, để cho mọi người có thể giải quyết được vấn đề của mình, từ đó có động lực bước tiếp trong cuộc đời. Nhưng mà cái ego, cái bản ngã của mình nó vẫn rất là sợ, và lúc đó thì mình nhớ không nhầm thì mình cũng nhận được cái thông điệp này, mình tự trải bài cho mình và mình cũng nhận được cái thông điệp này. Và thêm một cái thông điệp nữa đó là hình như là từ cái bộ Angel Answer, và cái lá bài là giống như là hãy tin vào bản thân mình đó. Nếu bạn không tin mình thì bạn còn biết tin ai á đó. Thì nó là một trong những cái động lực rất là lớn để cho mình bước tiếp trên cái con đường này. Cho nên là nếu bạn muốn làm một cái gì á mà cái việc đó thật sự không có hại ai hết, cũng không có phải là đúng củi phá rừng hay gì hết, không có phải là hại môi trường sinh vật có cây gì hết, cũng không có phải là hại chính bạn, mà bạn cảm nhận là bạn muốn đi trên con đường đó rồi, thì hãy cứ để cho trái tim của bạn dẫn đường, để mà bạn có thể nhận ra được bạn là ai, who you are. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ số 3, an nhiên giữa những thăng trầm. Các bạn có thông điệp đến từ lá bài Tomorrow New Pay và đến từ lá Angel Trauma. Chúc mừng các bạn tụ số 3. Các bạn có được cái thông điệp rất là rõ ràng đến từ trí tuệ Sufi, là những cái sang chấn của bạn, những cái nỗi buồn của bạn nó đã ending rồi, nó đã kết thúc rồi, và đã đến lúc mà bạn thay đổi, bạn chuyển đổi tất cả những ký ức, những kinh nghiệm, những trải nghiệm mà bạn đã đi qua trở thành những điều mà bạn những điều trở thành những bài học, trở thành những nỗi đau, trở thành những bài học, trở thành sự tự tin để bạn bước vào cuộc đời hơn. Và cái lá này là cuộc sống của bạn đang chuyển sang một trang mới, và tình yêu, niềm tin chính là cái cách thức, chính là con đường để dẫn đến mọi sự thay đổi. Nên một cái cách bạn kết thúc những cái trauma đó rồi, nhưng mà nếu bạn muốn thật sự in new way cho chính cuộc đời của mình thì bạn hãy để cho tình yêu dẫn đường, để cho trực giác của mình dẫn đường. Lúc này thì chúng ta sẽ xem, chúng ta sẽ quay trở lại cái nền tảng mà cái tụ bài của tụ số 2. Nhưng mà tụ số 2 thì không có nói rõ luôn là sẽ có một cái cuộc đời như vậy giống như là tụ số 3. Cho nên là tụ số 3, nếu như mà những bạn đã từng có tổn thương, đã từng có đau khổ, đã từng có những điều út nghẹn không nói được, hay bất cứ một cái điều gì, những đau khổ ở bên trong lòng của chính các bạn, thì đã đến lúc mà trí tuệ của các bạn, sự thấu suốt của các bạn đã phát sinh, và các bạn đã hiểu thấu được những điều đó, các bạn chuyển hóa nó được, các bạn làm hồi sinh cuộc đời của mình. Như càng sâu tới đấy càng cần hồi sinh vậy đó, và cuộc sống của các bạn sẽ chuyển sang một trang mới. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ bài thứ tư, đó là quyển sách Ám ảnh từ kiếp trước. Và các bạn có hai thông điệp. Đây là lá rền rỉ đẹp, dịch ra là rền rỉ đẹp, nhưng mà ý nghĩa của nó thì rất là sâu xa. Đó chính là cái sự khao khát, chính là cánh cổng để dẫn đến thành công. Và và cái lá bài kiên trì chính là tài sản vô giá của bạn. Tụ số 4 này thì thông điệp dành cho các bạn hình như là liên quan tới sự thành công, liên quan tới những gì bạn đã cố gắng và nỗ lực thì bạn sẽ gặt hái được. Thì trí tuệ Sufi muốn nói với bạn rằng là nếu mà bạn muốn đi trên con đường nào, bạn phải thực sự khao khát. Chỉ có khao khát thì nó mới có cái cánh cửa để dẫn đến thành công. Còn nếu như bạn không khao khát, bạn không dấn thân, bạn chơi thì bạn sẽ không bao giờ có thể thành công được. Khao khát và dấn thân nó không phải là đốt cháy mình, mà nó chính là trọn vẹn, tập trung hoàn toàn 100% trong một cái trạng thái ung dung tự tại nhất. Bởi vì mình biết rằng mình chỉ cần cố gắng hết sức thôi, còn kết quả mình không quan tâm. Thì đó chính là cái khao khát. Thì chính cái khao khát đó, chính cái việc mà bạn dấn thân đó sẽ dẫn bạn đến thành công. Và bên cạnh cái việc khao khát thì kiên trì là một cái tài sản vô giá. Bạn trên con đường của đó, bạn không thể nào đánh mất sự kiên trì. Trong 4 tụ bài ngày hôm nay mình thấy tụ số 3 và tụ số 4 là hai tụ bài mà cái thông điệp rất rõ ràng và gắn kết vào nhau. Hai lá bài đan xen và hòa quyện và bổ sung cho nhau. Ví dụ như lá thông điệp của tụ số 4, lá đầu tiên là khao khát dẫn đến thành công, thì lá thứ hai là kiên trì là một cái tài sản vô giá trên cái hành trình của bạn. Cho nên là rõ ràng rằng là trên cái con đường bạn đi phía trước, trí tuệ Sufi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng là bạn không thể thiếu đi sự khao khát, bạn không thể thiếu đi sự kiên trì. Các bạn đừng nói rằng là đam mê mở lưới thành công. Đam mê nó chỉ xuất hiện khi mà bạn kiên trì đủ. Nếu như mà những ngày đầu mình làm YouTube mà mình không kiên trì có lẽ mình đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Bởi vì thời gian không có, cơm áo gạo tiền, rồi không có phương tiện kỹ thuật, không có bất cứ một cái gì hết, lại không có bất cứ một sự hỗ trợ nào. Tiếng Anh của mình vốn dĩ cũng không khá. Mình đọc thì mình có thể hiểu cái câu đó, bởi vì mình đọc sách để mình làm khóa luận văn tốt nghiệp. Nhưng mà mình nói thì rất là tệ. Thật sự là mình nói rất là tệ luôn. Đến bây giờ thì mình vẫn nói rất là tệ. Cho nên mình vẫn đang học lại tiếng Anh. Thì nó rất là nhiều khó khăn. Và cái sở thích của mình nó sẽ mài mòn, cái lửa của mình nó sẽ mất đi nếu mà mình không khao khát và mình không kiên trì. Cho nên là tụ số 4 là một cái thông điệp rất là rõ ràng, rất là chắc chắn. Và cả tụ số 3 cũng vậy nữa. Nếu như mà cái kết thúc của một trauma là lá đầu tiên, thì lá thứ hai ở new way, cái hành trình của bạn mở ra một trang mới cho cuộc đời bạn. Tụ số 1 và tụ số 2 thì cũng có gắn kết, nhưng so với tụ số 3 và tụ số 4 thì ít hơn một chút. Nhưng mà tụ số 1 thì xuất phát từ nhấn mạnh về tình bạn hơn, và tụ số 2 là tin vào trực giác của chính bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhà Sala, và chúc các bạn an toàn trong mùa dịch Covid. Hãy có thể subscribe kênh like để cho mình có thêm động lực chia sẻ và trải bài chung tặng cho các bạn. Bên cạnh đó thì nhà Sala cũng có radio sách này và có những bài học về cuộc sống và khám phá bản thân. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.